Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy, lễ kính Sư Minh Tệ và kính đến phái đoàn. Toàn thể quý bà cô bác, anh chị em cũng như quý vị Phật tử kính mến, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có duyên lành trở về vùng đất Gia Lai để phát quà gieo duyên với người nghèo. Cảm ơn đức của Sư Minh Tệ. Và hôm nay với tấm lòng thành chúng ta trở về đây để rồi thăm viếng qua cốc của Sư Minh Tệ, mà còn được gọi là ngôi chùa của Sư. Ngôi chùa là sự tín ngưỡng nghe quý vị. Bởi vì Sư cũng cho biết là chùa là tất cả mọi nơi, nghĩa trang cũng là cái chùa, nghĩa trang cũng là cái chùa, và gốc cây cũng là cái chùa, gốc cây cũng là cái chùa. Miễn nơi nào có giảng kinh thuyết pháp, nơi nào có người tu tập cũng như là có giới lực, có đức độ thì nơi đó biến thành đạo tràng, nơi đó biến thành ngôi chùa. Thì đặc biệt nơi đây là một cái am trại, là cái nơi giữ giường của Sư lúc trước. Nhưng mà sau khi Sư trở về đây tu tập, và trước khi Sư giờ đi thì đặc biệt là nơi đây có sắp cái hình chữ dạng theo cái đèn, bằng cái đèn lưu ly này, mà còn thiếu một nét. Thì trước đó Phước Nghiêm cũng có trao đổi rồi. Đặc biệt thì được tất cả quý vị Phật tử cũng như quý vị cô bác anh chị em yêu quý cho rằng cái ngôi chùa này là ngôi chùa nghèo nhất. Thì ngôi chùa này có thể chứa được chỉ có mười mấy hai mươi người mà thôi. Và cũng không có cửa nẻo chống trước chống sau, mà cũng không có tượng Phật, mà cũng không có chuông mỏ. Thì đây là cái ngôi chùa vô vi. Chỉ nói ngôi chùa là vì nơi Sư ngồi đây tu tập, người ta mến cái đức độ của Sư mà gọi là ngôi chùa, còn gọi là cốc, là am trại, là nghèo nhất mà cũng là ngôi chùa lớn nhất. Sao gọi là lớn nhất? Lớn nhất là cái sự tin tưởng tất cả các nơi, cũng như hôm nay quý vị ở An Giang, ở Đồng Tháp, ở Bến Tre trở về đây cùng với Phước Nghiêm là kính viếng cái ngôi chùa để được cái sự gia hộ, cái ăn đức của Sư, để được cái từ trường của Sư. Ngang đây là cái đức tin mà rất là nhiều phái đoàn trở về đây sau khi kính viếng làm lễ cầu nguyện thì trong lòng cảm thấy nó an lạc và nó lăng lăng, và nó được cái đức tin về Phật pháp. Tin ở đây là có một cái vị sư đã nguyện theo Phật, phát nguyện hạnh đầu đà và tu cái hạnh là buông bỏ tham sân si, buông bỏ danh lợi tình. Và chúng ta mến cái đức độ đó mà chúng ta muốn học đòi theo để rồi mình trở thành cái người con Phật, buông bỏ là tham sân si phiền não. Cho nên khi mà Sư trở về đây thì từ đó về sau nơi đây là cái nơi cũng gọi là tâm linh đó, cái nơi để rồi có đức tin. Tuy là không có ly hương nghe quý vị, nhớ nghe, không có ly hương, nhưng mà với đức tin thì Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Bởi vì tâm tức Phật mà Phật tức tâm đó. Cũng như cô này vì quá xúc động cho nên đã rơi lệ, đã khóc. Khi mà Sư Minh Tệ xuất hiện đó thì hàng triệu người trong nước ngoài nước khi mà thấy hình ảnh của Sư, thấy được sự tu tập của Sư và thấy Sư ngồi ở cái am trại này thì biết bao nhiêu người rơi lệ, biết bao nhiêu người khóc xúc động với một cái bậc chân tu, một cái bậc tức là xả thân về Phật pháp. Cái tâm nguyện của Sư là để cầu nguyện cho chúng ta được vui vẻ hạnh phúc, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, cầu nguyện cái năm châu thế giới này được, tức là không còn chiến tranh giặc giả, không còn tức là dịch bệnh nữa. Cho nên Sư nói là Sư phát nguyện tu để thành tựu đó là cái đạo vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác, với một cái niềm tin, cái sự mến mộ. Thì các bác mình không ngại đường xá trên 600 là cây số, chúng ta đi một ngày một đêm tới đây. Sau khi mình phát quà, mình chia sẻ tình thương, mình học theo cái hạnh của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa lãnh đạo chính quyền của địa phương xã A La Ba của tỉnh Gia Lai. Kính thưa huynh Nghiêm cùng với đồng đạo ở tỉnh An Giang.
Kính thưa tất cả quý bà con cùng các em thiếu nhi tại địa phương, thì hôm nay là hội đủ duyên lành được sự kết hợp của quý huynh đệ tỷ muội của tỉnh An Giang, được sự chia sẻ của thầy Nhất Cường, thầy Nguyễn Dũng Cường ở tại địa phương này, vì thông tin đồng bào của chúng ta ở đây á cũng khó khăn và dùng là xa xôi, ít có mạnh thường quân trở về đây để hỗ trợ. Thì theo cái sự thiện lành lời Phật dạy, cũng như là cái lòng từ bi, một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách đùm lá nát. Thì bây giờ anh chị em huynh đệ chúng tôi cũng không có gì nhiều, đến đây cũng chia sẻ cho quý bà con mỗi người một phần gạo 10 ký, một thùng mì 30 gói, rồi 1 ký đường, 1 chai dầu ăn 1 lít, 1 chai nước tương, 4 ký muối, đó, 1 bịch nuôi, xà bông và tất cả quần áo mà anh chị em tôi đã giặt sạch đem trên đây. Và mỗi phần quà trị giá là 500 nghìn để gửi lên cho bà con mình, cùng một chút tấm lòng chia sẻ yêu thương, cũng nguyện cầu cho bà con mình cũng có nhiều sức khỏe, bình an, thuận lợi. Đây là một cái sự trợ duyên nhỏ nhưng mà sự chân thành quý báu, đường xá xa xôi. Một lời nữa là xin cảm ơn chính quyền địa phương đã đồng hành giúp đỡ và tạo điều kiện cho đoàn của chúng tôi đến đây để trợ duyên cho bà con mình. Cảm ơn nhất là Huynh Nghiêm đã dẫn lãnh đạo dẫn cho đoàn Phật tử cũng như huynh đệ này và hỗ trợ chia sẻ trợ duyên cho con quý bà con địa phương sở tại được nhiều sức khỏe, được nhiều bình an, thuận lợi trong công việc. Chúc cho đoàn của mình đi đến nơi về đến chúa chốn và sức khỏe bình an hết. Còn bà con mình là mỗi người thì có một cái biệt nghiệp riêng, thì mình cố gắng phấn đấu và mình nhờ sư ở đây để hướng dẫn cho bà con mình biết những việc thiện lành để mình giải được cái những cái nghiệp quan trái của mình còn lại ở trong cuộc sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Anh Lương Đức Thiện thay mặt Hội Chữ Đỏ của huyện có đôi lời đến đoàn A Di Đà Phật. Thay mặt cho chính quyền địa phương của xã A La Bá, huyện Chư Sê, tôi diện cho chính quyền xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn từ thiện Phật tử Hòa Hảo đến từ tỉnh An Giang đến chia sẻ các phần quà thiết thực đối với bà con nghèo ở trên địa bàn xã. Cũng xin kính chúc đoàn luôn có sức khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Dạ, mời anh Thiện thay mặt cho Hội Chữ Đỏ tặng cái tấm lòng vàng để gửi đến cho đoàn A Di Đà Phật. Mời anh Thiện tặng tấm lòng vàng. Cái này là Phước Nghiêm nhận đại diện cho mạnh thường quân trong đoàn mình hết nè, nghe quý vị ơi, hồi trao tặng cái tấm lòng vàng và tấm cảm tạ đến tất cả quý mạnh thường quân trong phái đoàn của Phước Kim cường hôm nay. Chúc quý đoàn được nhiều sức khỏe. Nam mô Di Đà Phật. Và cũng xin phước báo mà sư Minh Tệ, do đó mà phái đoàn mến người dân ở Gia Lai cũng như là cô bác mình, cho nên không ngại đường xá xa xôi đến đây để chia sẻ phần quà, đó là tình thương chung. Xin quý vị mình hãy hoan hỷ là một tràng vỗ tay đi rồi chúng ta nhận quà. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật và Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn. Ruộng đồng chẳng có rạ rơi, trâu bò
còn như bao. Giờ đâu con yêu phương nào cho anh. Cả kêu cùng khắp xóm làng, mấy ông điền chủ cứu ai nàng mới qua. Làng gần chỉ những tỉnh xa, lúc xưa thì cùng rút ra với nhau. Ngày nay tốt bước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Cầu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hào lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sơn, tỏ lời khuyên khích tỏ đơn ba. Nào lòng dạ hải hà đồng tình bác ấy ra mà làm đi, giúp người đói khó nhu mì dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào gó bùa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay mút đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chi. Ông ban các chợ sầm hia, tìm hàng thánh mẫu nhờ dân ruộng vườn. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho ai qua. Mắt nhìn lòng ứa ruột già, cá kêu bôn đào ai là thiệt tôn. Muốn cho rắn đặng quá cùng, xa thân làm phước diêm phù vượt qua. Giờ bò đến lúc phong ba, gặp cơn bác loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sáng nhờ của người bằng gấp thâu. Thấy đời lao lý mà gầu, giúp cho chúng mi nó ngọ hầu làm ơn. Xin quên mấy lúc mà
giận hờn. Ra tay tế độ nghe đờn tây quy, xây dần trời đất tiếc thì hết cơn bị cực tới kỳ thấy lai. Cổ kim hiếm lúc nạn tai, hưng vong suy thành bằng ai lẻ thường. Lớn rộng nan ắt phải vương, muốn qua chung khổ tìm đường bồng lai. Ngày kia được trở gốc hài về nơi tiên cảnh giàu sang nghèo khó ơi cùng người nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhớ xin khái tập rèn thạch sùng dương khai sách đèn ai ơi. Thanh hiền rồi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ơi kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chỉ bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Xác phàm có mấy lắm hơi, hỏi dài có một mà lời đôi ba. Của dư cho mượn mới là hảo tầm bố thí ngọc tòa được nghi lên. Chê nghèo giáo nó đâu bền, chỉ bằng bố đức lập nền từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Và kính thưa phái đoàn toàn thể cô bác anh chị em kính mến, và kính thưa toàn thể các nhà mạnh thường quân. Hôm nay là ngày 21, phái đoàn hai xe của Phước Kim hợp tác để rồi đến tỉnh Gia Lai. Và đây là biển hồ Gia Lai của gì rất là lớn của già bát ngát ngọc la nghe. Và đoàn của mình thuê hai chiếc thuyền để đi qua bờ bên kia phát hai danh sức quà. Thì hết sức là cái cảnh tình mà toàn thể cô bác em ai cũng là hăng quan náo nức. Và cũng như khi mà khởi hành vượt đó là trên 600 là cây số trở về đây để phát quà từ thiện. Thầy chỉ dạy là điều quan yếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều đồng ác quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Vì nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước cõi lòng hiền nhân, thì một lần nữa Phước Kim cũng xin thay mặt cho phái đoàn kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và thay mặt tất cả các nhà mạnh thường quân chúc phúc quý vị trong cuộc chiến từ thiện này. Và Phước Kim cũng cố gắng cùng phái đoàn đi đến nơi để trao những phần quà tặng tay cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất là những cái mùa mưa bão. Và cũng như là nơi đây thì nó tách biệt với xã phường hay là thành phố quý vị, như là thị trấn, cho nên là khó mà đi đến chợ búa mua đồ đó. Mình phải thay hai chiếc thuyền đi một tiếng rưỡi đồng hồ thì mới tới được cái bờ bên kia đó quý vị thấy chưa. Đây là cái cảnh tình mà phải nói là rất là đặc biệt. Có ai mà đi vượt biển biển hồ đất liền nước ngọt quý vị mà đi cho quà nghe.
Rồi quý vị ơi, trong khi cho quà hôm nay thì đoàn đi theo chuẩn bị á, là có gạo, có mì, có bột ngọt, nước tương, dầu ăn và có những cái dầu diêm son, và trong đó có tiền và có quần áo. Đoàn mình đi tất cả là 95 người, 95 người nghe. Và xe này là xe của đoàn, còn xe chở quà thì cái xe chở quà là ghé ở sau. Rồi mời quý vị sẽ theo dõi cái buổi phát quà của phái đoàn cũng như của toàn thể Mạnh Thường Quân và cùng với Bất Kim. Rồi xin chúc quý vị thì sức khỏe. Nam mô Bổn Thí Ca Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi sao điển không về được, không có lo tròn cha mẹ nhi thế, nhằm năm lưng túc não nề tâm lý chung khá thương những kẻ bận cùng tâm lành dữ của dùng vào đây sốt sốt nhà sao mù vét nồi ông chồng quần áo rách lôi thôi bầy con ngơ ngác đòi sới bừa lũ nhỏ giành nhau lẫn chỗ ngồi khua đũa mèo mung ngờ chú Thảo muộn rơi chó dền tưởng cho mồi làm than đối khó gì tai ách hỡi kẻ sang vào cứu nạn trôi áo nào thương
đời đã đối khổ. Trăm họ vẽ dài câu Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Pháp Quang Minh. Bài này Đức Thầy viết tại làng Quà Hảo ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Gươm trí huệ từ bi chớp nhoáng, bóng quang âm ngày tháng dập dồn. Ta thừa dưng sắc linh thế tôn, khắp hạ giai truyền khai đạo pháp. Tùy phong hóa dân sanh, phù hợp chấp bút thần, tả ít bổn kinh. Bởi luật trời mở rộng thinh thinh, tri phong võ bất kỳ chuyện kiếp. Giống hồng là kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sơ thấp hèn. Từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Quơi bút thần dẹp lũ cáo xà, loài độc đĩa toán trừ dứt nọc. Nói tục cổ sát khùng để ơi tóc, phải đua chen tập tánh ông cha. Mong dương trần tỉnh giấc nam kha, trừ vật dục trì chơn bất hoài. Cặp mắt thanh thấy không, nhờ niệm Phật, nhờ quý vị anh em mới trợ duyên với nhau. Đợt này có rồi đợt sau nữa chứ đâu phải mà một lần quý vị. Cho nên nhờ cái duyên đó mà mình hôm nay gặp được rồi tất cả anh em là để mình gieo duyên. Quý vị á, tôi không biết quý vị là cái tiếng nói như thế nào, nhưng mà mình thấy được cái tiếng niệm Phật là quý lắm quý vị. Mà Đức Phật Ngài cho biết đó là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trong trời mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc thiện lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Quý vị ở đây là người hiền không nè? Cho nên bây giờ mình, quý vị á, là chỉ niệm Phật thôi, đâu có tốn đồng bạc nào đâu quý vị. Tu hành đâu có tốn tiền xu, mà sao hết khổ ai từ thế gian. Rồi bây giờ mình niệm Phật nè, thấy không quý vị nè, niệm nè. Như cảm ơn truyền câu hồi chi thà làm hiền mà biết nói biết như ta đi.
bên kia chú chạy đó, người ta khổ, người ta ăn gần lá đu đủ, ở bên kia người ta luộc lá đu đủ. Mình ở đây là mình nhờ cái gì, mình sống dần dần, cái gặp anh em ở đây là gieo duyên để mình nhắc nhở, mình niệm Phật đi quý vị, để đem lòng lo lắng bao no và lòng niệm Phật, Phật lo cho mình, quý vị niệm có tiếng Phật, mà mình niệm Phật đâu có tốn gì đâu quý vị, đâu có tốn tiền sâu quá không, mà được món quà nữa phải không, vậy thì chúng ta đem niệm Phật làm. Nơ trở quốc hài điên quyết chi giấc Phật. Đúng ra tôi đi ra ngoài tù đang tiếng nữa, đang tiếng nữa, đang tiếng rồi coi lại bài câu minh mục nước mà hà tưới tắt lòng phàm. Cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Tự vì nước còn ghi linh miếu thác, vì đời thành sử danh bia. Mũ cánh chuồng đai giáp mang hia, tuy thô kịch mà tâm chánh trực. Nước văn minh chế độ ấy nực mạng trao ria, xác thịt thanh bay. Cảnh dương trần khó sanh bồng lai, về tiếng cảnh say mùi rượu thanh. Chén quỳnh tương gác điều gai, ngành vui tinh thần bài biên cuộc cờ. Khi thừa nhàn trôi dòng ngâm thơ, bài thi phú thăng qua thời thế. Xuống dương gian thân điên nào nể, chốn hồng trần trước nghi huệ liền khai. Cho nam nhi xưa mặt râu mài, hàng phụ nữ dồi câu trinh liệt. Ráng bắt chước những trang tuấn ơi kiệt gái anh hùng, xưa có trưng dương. Đuổi quân Tàu cứu vớt quê hương, rửa sông hận thù chồng dốc tràn. Xưa châu sang thành long phải ta ngăn sư đồ, đặng cứu ngũ duyên. Nói cho đời rõ biết khùng điên, điên vẫn bị điên câu ai quất. Giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi. Mạng chờ trong ba tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hoài hào. Rừng ba cái điên đời biến ảo, điên như ta vì đạo vì dân. Điên tu cầu quân thánh rải ân, chốn bốn biển dân lành được hưởng. Điên về cho bà con nhân dân của huyện Phú Tiên, tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách.
cô và các anh chị trong đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang. Thì sau đây thì xin trân trọng kính mời anh Phước Nguyên sẽ có đôi lời phát biểu với bà con của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính thưa thầy, kính thưa các đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo, sắc đá giáo các vị mạnh thường quân, cả tiếng kêu lớn nhỏ để quân nói chi ngày xưa xa vời. Trời quá bụi chinh chinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa phái đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo cũng như toàn thể chư quý vị đồng đạo, quý vị Phật tử cùng kính đến các nhà mạnh thường quân và kính đến chính quyền địa phương và cũng như toàn thể cô bác anh chị em có mặt ở đây. Lời nói đầu tiên là Phước Kim xin thay mặt cho phái đoàn từ thiện Phật giáo Hảo gửi đến quý vị lời giáng an và lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thể hiện tình thương chung, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, mà lá nát thì đùm lá tả tơ. Nên vì vậy mà cô bác anh chị em ở miền Tây, miền xứ đạo, miền sông nước, nhín những cái miếng ăn, những cái phần quà mang đến đây để gieo duyên cùng toàn thể cô bác chị mình để vượt qua đời sống khó khăn. Và cũng nguyện ước rằng sau khi quý vị được phần quà này, thứ nhất là chúng ta được sự no ấm, và cũng cầu nguyện ơn trên chư Phật cũng như là chư vị gia hộ độ cho quý vị được nhiều sức khỏe, được bình an trong cuộc sống. Sức khỏe là vàng nghe quý vị. Khi có sức khỏe rồi thì chúng ta phải biết tin tưởng chờ Phật, tin tưởng nhân quả, tức là biết tội phước mình sống tốt, sống biết yêu thương, sống biết giúp đỡ, và chúng ta sống có tình nghĩa. Đối cha mẹ thì hiếu thảo, mà vợ chồng thì thủy chung, mà con cháu thì ngoan hiền. Được như vậy là tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của quả đời sau, tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi đọa vào đường mê. Sớm tu thì sớm kề sen báo, mà sớm tu thì phiền não sớm tan. Mau tu chớ để muộn màng, vô thường chẳng đợi mà thời gian không chờ. Bởi vì mình có mặt trên cõi đời này tất cả là nhân quả. Chữ nhân là hột giống, chữ quả là bông trái, tức là mình gieo cái nhân thiện thì mình hưởng được cái quả tốt. Còn nếu như mình gieo cái nhân dữ, mình gieo cái nhân ác thì mình gặp cái quả khổ. Trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng. Tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Bởi vì lực nhân quả không khi nào chặt, gieo giống gì thì gặt quả ni. Trồng từ bi kết trái từ bi, gieo bằng ác lên cây bằng ác. Đức Phật nói sẽ dĩ người ta được giàu có, dư tiền dư của. Ở đời trước từng bố thí, từng giúp đỡ người khác, mới kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị còn phiền, kiếp này bỏng sâu không, kiếp sau đói rách nghèo nàn tả tơ. Nhưng mà khi người có phước rồi, thầy Phật phiên là phiên người hữu phước giàu sang. Mau mau làm phước làm cho ta cầm tay Phật bà cứu vớt giùm cho. Bởi vì làng gần chỉ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng gục gà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu. Xin thương kẻ khó giúp hào một khi, cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi, thì chú một khi hảo lòng việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước gõ nhân. Bởi vì chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là giường cột giống nồi, sanh Nam Việt mà coi gương chung chị tôi lợi lại đó. Chẳng có lẽ xưa hay mà nay dở kiếp nhược là cái cớ dông gia.
chí anh hùng của khách quần tho đâu có kém bực tu bi nam tử. Sách thánh hiền còn lưu mấy chữ thất phu còn trách nhiệm với non sông. Cả tiếng kêu bạn gái mất, đem son phấn điểm tô cho tổ quốc. Cho nên tốt thì mình sẽ giúp đỡ hương lan trực. Nói cho quý vị là ở miền Nam là người ta sẽ có tình nguyện đi cắt cầu từ thiện, nấu cơm cháo từ thiện phí, cắt nhà miễn phí, và coi như là hốt trị bệnh miễn. Và sau khi mà người ta bệnh thì có xe chuyển bệnh miễn phí, là nhờ có cái sự là tương thân tương ái. Tức là mình sống có cái sự là đoàn kết. Đoàn kết là đại đoàn kết mà thành công. Thành công đã thành công phải quý vị. Cho anh chàng vỗ tay đi. Đó. Vậy thì mình sống mình thật thà. Nè, nghèo cho sạch mà gắt cho thơm. Bằng cùng cũng sớm liệu toan. Giữ tâm ngay thẳng, ngay thẳng sớm làng mới điêu. Nghèo mà thanh hơn giàu mà trượt. Lo dung chồng cõi phước về sau. Cái nghèo chúng ta mà mình không tham, nghèo mà mình không có tật đố, nghèo mà mình không ích kỷ, thì cái nghèo này chỉ là nghèo tiền bạc. Còn đạo đức mình không có nghèo, nghe quý vị. Ai khổ khó mình giúp được cứ giúp. Nhà kế bên có hoạn nạn mình sẵn sàng đến giúp đỡ, thì cái đó là chúng ta có tình yêu thương. Thật tình thương đặt giữa chiến trường. Chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt giữa nơi gây gỗ kêu phút chốc trở nên quà. Thật tình thương đặt nó chốn người ta, người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật khi phải đoàn đến đây. Cho quà ở lòng biển hồ xong, tiếp nối là gặp quý vị. Mà khi đem những cái bộ đồ đến đây, quý vị nhận đó đoàn rất là vui. Và cũng như tặng những cái phần gạo, phần mì và nước tương, bột ngọt, dầu ăn, tiền. Cái này không có quý đáng là bao nhiêu, nhưng mà ta nói sao quý vị? Của ti tơ tóc mà nghĩa so ngàn vàng, tức là tấm lòng đó. Tấm lòng tương thân tương ái là chúng ta là con dân Việt Nam. Thấy mình có sự yêu thương, bầu ơi thương lấy bí cùng. Ti gần khác giống nhưng chung một vàng, nhiễu điều mũ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Vậy thì hôm nay được trở về cái vùng đất Gia Lai để thăm viếng quý vị, và được chính quyền địa phương đã hết lòng tích cực hỗ trợ. Thì địa phương là cái giường cột, tức là gắn bó với chính quyền, với lại là người dân. Có cái sự khó khăn, hoạn nạn cũng như phát quà, thì chính quyền cũng tích cực lo cho bà quý vị mỗi người được cái phiếu, và tạo điều kiện cho đoàn đến đây để trao cho quý vị phần quà. Và hôm nay đặc biệt là Phước Kim đại diện cho đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo đến đây thăm viếng quý vị, và trao cho quý vị là một bịch gạo 10 kg, một thùng mì 30 gói, một bịch đường, bột ngọt, nước tương, dầu ăn, muối, và trong đó có thêm 5 chai dầu diêm son. Chai dầu này rất là quý giá, chỉ cho diêm son nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, gió máy đều sức được hết. Chừng nào hết xong gọi điện về miền Tây đem ra nữa nghe. Đó. Và đặc biệt là có tiền, có bao thơ. Vậy thì trong đây được ban tổ chức chính quyền cho biết là sẽ phát 250 sức quà. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt với đoàn cầu chúc cho quý vị quê hương cũng như chính quyền địa phương được nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, chúc an nhàn được trẻ, được tươi. Chúc trên môi luôn nở nụ cười. Chúc gia đạo an lành đầm ấm. Chúc con hiền được ý nguyện trong tâm. Chúc mùa màng được thịnh vượng suốt năm. Hôm nay đến đây là trời nắng quá tốt. Cho ông chàng pháo tay. Lời chúc cuối xin chúc cầu tất cả. Chúc đường tu hối hả tiến nhanh. Chúc liên đài sen báo điểm danh. Và chúc đạt thành ý nguyện. Đó. Rồi xin thưa quý vị, chúng tôi xin trả lại cho chính quyền có đôi lời để mình chuẩn bị xuất quà. Mình xuất phiếu gì đó. Vâng, thay mặt và bà con xin cảm ơn những tấm lòng của quý nhà thường quân, các nhà hảo tâm đã dành những tình cảm và công sức thời gian của mình đã đến thăm và tặng quà cho bà con của huyện Phú Thiện. Thì Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phú Thiện không có gì hơn xin tri ân ghi nhận tấm lòng vàng của đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, cũng như cá nhân của anh Phước Nghiêm
Vâng, xin mời anh Phước Nghiêm và đại diện đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo sẽ nhận ghi nhận tấm lòng vàng của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phú Thiện ạ. Rồi, rồi mà quý vị qua quan nghênh chung đi. Rồi quan nghênh trong chào ở đây quý vị ơi. Nhờ tư độ. Vâng, cuối cùng thì chúc các anh chị trong đoàn thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Và rất mong rằng là huyện Phú Thiện sẽ có duyên một lần nữa. Thời gian sớm nhất có thể là đoàn sẽ về và tặng quà cho bà con nhân dân huyện Phú Thiện. Vâng, tiếp theo sẽ là chương trình tặng quà. Thì chúng ta có hai xã, xã Yên Son và xã Chư Thai. Thì hai thôn của xã Yên Son chúng ta ở xa hơn, nên là bà con nhân dân xã Chư Thai chúng ta ưu tiên cho hai thôn của xã Yên Son nhận quà trước nhé. Những ông bà của xã Yên Son ạ, bà con của xã nhân dân xã Yên Son ạ. Cái son tập trung vào bên khác nó dễ. Đây đây anh. Được rồi, bị hết. Bị hết. Rồi cô hai ơi, gạo ơi. Cô hai Tiền Giang nhà bè ơi, cô hai cho tiền ơi. Đâu rồi cô hai ơi? Nhắn rồi, nhắn rồi. Đời lắm kẻ đầu trâu. Những ai ở Hà Khác chúng ta di chuyển về Ba Hàng hay chúng ta ở khu vực đồng hai là bây giờ quý vị cứ sắp hàng lên, sắp hàng xong lên là quý vị nên nhớ rằng cái son một hai ba bà ơi bà ngồi qua đây đi bà, chỗ này cũng ở đằng sau kia cũng có hàng rồi. Quý vị nên nhớ rằng phần này này là những vị Bồ Tát rồi đã có người thả chữ thay là đang phải đường không mà chỉ có không Phật hiểu nhưng trường hợp ai lo chúng ta vẫn đang ở ngoài có thiếu chân tay mà chúng ta những ai có thiếu này thì chúng ta vào xếp hàng, xã Chư Thai chúng ta xếp hàng vào đây. Chúng ta kiểm tra giúp em ạ. Lời ta. Bà con Chư Thai chúng ta xếp hàng đi ạ. Bà con Chư Thai chúng ta xếp hàng ba hàng chỗ này giúp em. Ba bốn hàng gì đó. Xếp thành một hàng dài ra phía sau luôn ạ. Xếp thành một hàng dài ra phía sau giúp em. Trời đất sự những các hàng ở phía trước chúng ta lùi xuống để phía đất chỗ này để mình đi mình nhận quà được không ạ? Lùi xuống. Phải trôi dậy đứng dậy trên chữ đầy. Rồi hết hàng người lớn rồi thì chúng ta nhập xuống. Chị ơi hàng này bị cứng mất rồi. Vậy mới trang quân tử nam nhi thân dọc vàng hai câu. Rồi nè, bây giờ quần áo được rồi nè. Quần áo như được rồi nha. Ban tổ chức quần áo như được rồi. Chưa làm sao nữa. Đây, quần áo vô được